xin chào nhà. Rất vui vì anh em đã quay trở lại với channel của mình cùng với cả Call of Duty Mobile. Ok, thì cuối cùng thì cái ngày này nó đến rồi anh em. Cuối cùng là có anh em đọc đi. Ghost Nghiệp Báo đã trở lại cùng Shorty chạm dừng chân để gọi là săn bằng mọi chiến tuyến đang toàn năng. Đấng toàn năng. Đây là thằng Ghost huyền thoại anh em, thằng Ghost skin cam, thằng Ghost nhân vật cam, ôi thề luôn. Trông nó mê thực sự, anh em không biết tôi thích thằng Ghost nào đâu, thề tôi thích thằng Ghost lắm luôn ấy. Tôi bị mê thằng Ghost anh em. Thế nên là làm sao mà mình bỏ qua được cái vòng này đúng không? Làm sao mà mình có thể bỏ qua được? Thế nên là tôi chuẩn bị sẵn sàng lắm rồi. Tôi gọi là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lắm luôn rồi để gọi là chơi cái vòng này rồi. Bây giờ nhá, săn ngay. Thôi đi. Ôi, Shorty Akimbo nữa thì ôi nhờ, Shorty có Akimbo nữa thì tuyệt vời nhỉ anh. Ôi, trông cái cháu anh ngầu vậy. Con cá chín mà trông ngầu nha anh. Tuyệt vời không anh em? Được, mặt lại không phải vậy, được. Trông bố đời thật sự. Thế nhở, Omnipotent Draw. Nào để xem có những cái gì nhá. Anh em cùng điểm qua. Đầu tiên là Shorty chạy dừng chân. Omnipotent. Ở đó đọc chuẩn của mình nghĩ nó sẽ là Omnipotion anh em. Ủa, đẹp thế nhở. Nó cứ bắn vào hoa nhảy suốt à. Này nhìn gì. Ủa, trông lại cục thế nhở. Trông cục thật đấy, trông như là súng bắn điện ấy. Đây là khẩu gì? M4 phản chắc. Ôi xổ, anh em nhìn thấy à, đây bấm một con anh nhân vật trước. Đây, Ghost Nghiệp Báo thì xem mình có cái gì. Sau khi được giải cứu và tái hợp cùng cảnh khuyển Riley, Ghost đã sẵn sàng tái xuất và báo thù. Đồng hồ AR với số tiêu diện được hiển thị. Chú chó Ghost. Chú chó của Ghost Riley, kỹ năng của vai trò Cloud. À ok. Nó là BR anh em ạ. Tư thế thả đặc biệt trước khi nhảy dù trong BR. Ok. Xồi ôi. Ui. Tưởng ngầu ấy. Tưởng ngầu vãi trưởng ấy. Tưởng ngầu thực sự ấy. Xồi. Nó phải vậy chứ nhỉ. Ghost time trông được thực sự. Ok bấy bề. Good boy. Đây là đồng hồ đấy này. Chú chó này. Được tê nhổ. Dao này. Sẽ tăng này. Ui, nhiều đồ BR phép. Đây là ba lô này. Ui, quả ba lô đẹp đấy chứ anh em. Ba lô đẹp đấy nhở. Dù này. Đây là cái gì đây? Bắt đầu diễn. Đây là dấu hiệu để gọi là xuất hiện Shorty Akimbo đấy anh em. Dấu hiệu đấy còn gì nữa. Dấu hiệu để xuất hiện Akimbo đấy còn gì. Lý thực sự. Ok thôi bây giờ à, Triển khai luôn nhá. Mình sẽ để vào cái mà mình không cần nhất và mình bắt đầu quay. 10 CP đầu tiên. En. Được ngay con dao. Dao gấp tái xuất. Làm phát 30 nữa nhanh nhẹn nào anh Ghost ơi. Ui giời, nó không xuống nước nhở. Alo nhìn cũng đẹp đấy chứ. Đẹp mà, đẹp đúng không nhở. Thực ra vòng này là rất nhiều đồ BR nên anh em nào thích chơi BR có thể quay được luôn nhá. Quay gọi là được đét luôn đấy. Sẽ tăng nhìn đẹp phết mà, sẽ tăng nhìn chiến nhảy cơ mà. Rồi, 150. Súng, ui. Thế mật danh. Cứ để ở xe tăng. 250. Tôi nói thật, phòng này kể cả không full hay full thì tôi vẫn sẽ làm hết luôn đấy. Được cái gì ấy. Ui, xe tăng thật. Được cái xe tăng thật này. Bởi vì kiểu gì là tôi cũng sẽ phải có được anh Ghost rồi thôi thật. Hai anh Mây huyền thoại trước là tôi đã bỏ qua rồi. Thì anh Ghost này tôi không thể bỏ qua được luôn đấy. Khó lắm anh em, khó lắm. Nó là đụng vào cái vấn đề gọi là đam mê rồi. Đụng vào vấn đề đam mê rồi thật. Ơ kìa. Chơi được cái gì ta? Chơi được
chưa được cái gì ta. 800 hôm nay đắt thế nhở, vòng ngoài chắc chắn là nó sẽ có giá cao hơn những vòng bình thường rồi anh em. Nhân vật ui M4 phản chắc. Scope to nhờ, scope 3X đấy, đây là scope 3X ấy. Ủa nhìn được phết này, đẹp phết đấy chứ. Trông nó kiểu màu cả kim loại ấy, nhưng mà không phải là màu mặc định. Ơ kìa, nhìn 6 hồi này, ui. Úi dồi ui. Đầy giờ, được khẩu súng chết luôn, út sổ. Ơ nhưng mà nó cứ hiện pháo hoa này thì bắn được cái gì nhỉ anh em? Nó cứ hiện pháo hoa này thì bắn được cái gì? Đây này. Nó cứ pháo hoa liên tục như này thì bắn được cái gì? Rồi ôi, trông kìa. Ờ, anh em có nhớ là trong một clip vừa rồi là mình không hề được xem cái hiệu ứng hạ gục của thằng Shorty nữa không? Nhờ, không hề có luôn, không hề xuất hiện luôn đấy. Ui, 3.000 bao này. Eo ui. Mắc dữ ta. Trời ơi. Vậy là cuối cùng vẫn còn nhân vật. Vẫn còn anh nhân vật. Ok. Được rồi, anh Ghost nghiệp báo của mình 5.000 mốt. Wow. 5.000 mốt này là bằng gần 9 vòng trước rồi đấy. Một vòng cuối này là gần bằng 9 vòng trước rồi đấy anh em. Được thực chưa? Ôi trời ơi đừng. Ok. Wow. Úi giời. Shorty Akimbo. Shorty Akimbo. Ủa, đúng không? Thích nhổ. Hết rồi. À, ok. Ôi, đẹp dài thực sự. Cảm ơn. Lắp vào thôi còn gì anh em. Lắp vào thôi còn gì. Lắp vào nha, lắp vào nha, lắp vào nha. Đây rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa, mỗi lần bấm vào là cứ anh ông cứ xuống máy bay như này à. Ông cứ phải xuống máy bay nhỉ, lâu nhỉ. Hơi lâu thì ok. Chào đồng chí. Úi xô. Được thực sự đây này, Akimbo mà anh em. Dấu hiệu Akimbo là đây chứ đâu. Không phải không phải không, không gì có gì ở trong này. Đúng lúc, đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi. Ui nhưng mà không không. Cái này thì không quan trọng, cái này. Ờ cái này tháo ra. Đấy nhá, để tôi cho anh em xem gọi là chơi ba phụ kiện nó như thế nào này. Trước tôi bảo anh em mà, trước không lắp quả ba phụ kiện khỏi Shorty này xong. Ủa nhưng mà tôi vẫn mong vào game mà nó cứ không bắn pháo hoa thì kia đâu nhá. Không mong chút nào đâu nhá. Ok. Xong rồi còn gì. Đẹp thực sự anh em, đẹp thực sự. Chẳng có quả bom nào quả nên thôi, mình không cần lắp bom làm gì ở đây mà lắp nốt cái biểu cảm. Đâu rồi, đây à, bắt đầu diễn. Ôi nhưng mà từ từ nhá, để tôi xem lại liệu nó có thể bổ trợ Akimbo không. Không có anh em. Nhưng mà kiểu gì cũng có đấy. Kiểu này trông giống là sẽ có lắm anh em. Nhìn lại anh em nhìn đi, anh em nhìn đằng sau đi. Hai khẩu đúng chưa? Đúng hai khẩu chưa? Kiểu gì mà chả có Akimbo nhỉ. Được rồi, bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình sẽ vào trận luôn để xem cái anh Ghost huyền thoại này nó xuất hiện cái gì trên màn hình mình, nó có đẹp hay không. Và hiệu ứng hạ gục của cái thằng hiệu ứng tất cả mọi thứ của thằng Shorty này nhá. Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, let's go. Ok, trận đấu bắt đầu luôn em ơi. Tôi vừa phải đổi khẩu súng khác trông cho hợp bộ đồ với trong khẩu kia hơi nhí nhảnh tí. Ok, và mình vừa để xem là nhân vật nhé, để xem là nhân vật. Đấy, sổ. Không kịp luôn này, không kịp luôn. Ui, con chó bên cạnh kìa. Ui, vip thế nhở. Vip thực sự luôn. Chó đứng bên cạnh luôn mà. Ok nhá. Ôi, trong khẩu ấy như khẩu KRM ấy anh em. Thế luôn, trông sống khẩu KRM thực sự này. Công nhận không? Công nhận mà. Trời ơi, ok, bắt đầu nhá. Ghost huyền thoại nó lại còn Shorty nữa thì ai đỡ được đây. Ai cũng thôi đứng. Sao thế nhỉ? Ok, không sao hết anh em, mình test thôi, test mạng đầu tôi cố tình mà, tôi cố tình nhường thôi anh em, bình tĩnh anh em, không bị gì nóng hết cả nhá. Anh em cứ bình tĩnh. Khi mà tôi phải vào cơn đã, tôi phải vào guồng của mình, chưa quen tay. Đây rồi, úi rồi. Gì đấy, úi, hế luôn không? Ông nữa này, gì vậy trời ơi. Sao thế nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ông nữa này. Ôi, nó cứ one hit thôi ý.
mạnh thực sự. Nó mạnh thực. Ây, ông thôi. Nhìn quả đấy thôi mất hết rồi, như thế. Rồi nhá, rồi lại quen tay ở đấy. Bắt đầu bắn tử tế này. Anh em bắt đầu chơi tử tế này. Đây anh em nhìn thấy không? Hiện ba mạng kìa. Đấy, cái súng của mình hiện ba mạng kìa. Đấy. Được thực sự đấy, nhân vật skin gọi là nhân vật cam ấy, nó luôn luôn có cái đấy. Hai thằng mây siếc ở cam mình đã bỏ rồi. Nó gọi là uy tín. Ơ, hay quá đồng đội ơi. Ok, để tôi. Bây giờ bắt đầu đến tôi. Lượt của tôi này. Thế đâu không? Ồ, tôi phát hiện ra nha. Ê, cái hiệu hạ hùng của khẩu này nó không được nổi trội lắm ấy. Không được, ui. Nó bắn sướng lắm ấy. Nhưng mà khẩu này nó bắn sướng lắm anh em. Tôi phải chuyển vào thuật gắn chơi luôn. Ôi, bắn thế này cơ mà. Bắn như này cơ mà. Còn ai không? Đâu rồi. Tiếp tục. Ở đây. Tôi thấy. Ui, thế mà cũng được one hit. Như vậy mà cũng one hit. Cái vòng quay này là coi như là nó dồn hết vào con nhân vật rồi. Khẩu súng không ăn thua. Khẩu súng, ui. Nhìn nó đẹp thôi, nhưng mà hiệu ứng hạ gục thì nó không được đẹp mắt cho lắm. Không được đẹp cho lắm đâu. Ông nữa. Ủa, hay quá cháu ơi. Cháu vừa thông minh thế nhở, đúng kiểu gặp chủ nhân ấy. Gặp chủ nhân là nó phải khác biệt đấy. Ôi rồi, làm cái gì đấy? Cầm FHC không ném lửa. Không phải thế đâu, không phải thế đâu. Trời ơi. Thế lâu không? Ôi, bắn này khó chịu thật đấy. Đây, tiếp tục này. Làm gì đấy ông? Trời ơi. Nó bắn như thế này thì ai mà đỡ được anh của mày nữa này. Làm gì đấy? Ui, khó chịu nhỉ. Hay lắm luôn ý thề. Đây rồi. Là thế lâu không? Ui, đông thế. Đông bụi. Ui, ôi trời. Ô kìa. Xong quả đấy nhỉ, trượt nhỉ. Ôi chuỗi 22 mạng. Tính ra là gần 20 mạng quả đấy đấy. Gần 20 mạng đấy. Thực sự anh em. Tôi bảo rồi anh em mình. Có con nhân vật đẹp. Có khẩu súng đẹp. Ở kìa. Thì tất nhiên là phải kiểu được búp công lực. Được búp. Ấy. Búp phải 200% công lực. Bắn nó gọi là phát nào ra phát. Ê, may cho ông nhá. Bắn phát nào là phải ra phát đấy luôn. Sao mà đùa được đúng không nhỉ? Anh em công nhận không? Trông không khác gì KRM lắm. Hello Khánh. Mất cũng phải đang mải bắn quá. 23 mạng cho một round. Cố gắng trận này 40 kim. Ôi, cái gì đây? Trời ơi, kêu. Ok, vào trong này thả chó. Ôi, chó ơi, đừng. Khổ thân em. Có clip nha, Khánh ơi. Thục phát nào. Đẫm phát này, thôi. Chạy hơi nhanh, không kịp nhìn quả hồng ngoại, đùa. Trời, ném quả hồng ngoại như thế. Ném như thế thì ai mà đỡ được. Ê, từ, cho cái đuốc vào đây, đúng không? Rồi, ok. Đấy, cháy ngay. Nào, bắt đầu đi đường khác. Mình phải đi đường ấy nhỉ? Đây này, thế đúng không? Cái quả xa như thế, tôi không nghĩ là one hit đâu anh. Thế mà nó lại one hit thật. Nó nhảy xuống đây mà chơi này không? Xuống đây mà bắn này. Ôi. Chạy chậm thôi. Quả đấy không bắn được. Mình đi đường khác. Đừng có cố nha mọi người. Không phải cứ nhìn thấy là mình phải bắn đâu. Có không đây? À đây. Không phải bắn, cố bắn đâu. Cố bắn là mình vừa thiệt đấy. Không có tác dụng nhiều đâu anh em. Đây này. Một ốc, hai, ui. Quả đấy sai tính toán rồi. Đây. Ui. Mình túng chất lắm. À đây, đông này. Thế luôn không? Ông đầu tiên này. Ông thứ hai này. Trời ơi. Như thế này thì chơi làm gì anh em? Thích thật đấy. Ui. Chuẩn thật đấy. Đặt cái súng máy ở đây nhá. Ơ kìa. Rồi, ok. Đấy, hay. Nó cứ thế này thôi. Đấy, 31 mạng rồi. Tiếp tục. Bắn này hơi tốn đạn. Đấy, để tôi đẩy vào cùng. Được nhá. Làm gì đấy ông? Đẩy hẳn nó trong này để chơi. Đẩy hẳn nó trong này cơ mà. Trời ơi. Ôi, đông chết. Rất nhầm. Ôi, đúng rồi, làm việc đi cháu ơi. Hay lắm. Ê. Nó cũng được.
vẫn được hai mạng, hai người tổng cộng là hai người thôi, hai người ba người anh em, đáng ra là ba người. Ở đây không một chút công việc của em, tôi cố gắng lắm rồi anh em ạ. Nào đâu, à đây, à đây, à, đổi súng đã, đổi súng đã. Hế lộ, ôi kìa, ôi gì vậy? Cái quả đùa, cay thật sự, cay, cay thật sự. Ôi, ôi, từ từ ông ơi, đừng, đừng, đừng nha. Cứ còn hít thế này thì ai mà đỡ đây? Ai đỡ đây anh em? Ôi dồi ôi dồi, đây tôi đi vòng cơ. Tôi đi vòng cơ. Trời ơi. Bắn tôi kiểu tôi cảm giác hạnh phúc. Ôi chờ. Còn đúng nữa nhỉ. Hey, ông ơi. Ui, ui, ui. Nhảy lỗi cái đi luôn. Nhảy lỗi cái là đi luôn chứ. Khổ chưa? Nào tiếp tục nào. Ôi, cố lên mạng cuối, mạng cuối, cố lên lên 40 mạng. Ở đây rồi, tôi nhìn thấy ông rồi nhá. Nhìn tôi ạ, không nhìn, ớ kìa. Đùa, yêu thế nhỉ. Ở cho tôi mạng nữa đi. Lên 40 nào. Ở đây, có tiếng ở đây này, à, hello ông, ôi. Làm gì chẳng như làm gì ông, tôi ở dưới mà. Cuối nhá, rồi 40 rồi, 40 rồi, ôi, 40. Bắn như này gọi là bắn luôn. Ớ kìa. Ôi 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 thôi đừng nha, né rồi. Đây tôi sang bên này cơ. Hế lộ. Ôi. Được chưa? Ok chưa? Đó, tiếp tục tiếp. Ơ. Lên TV luôn, được là lên TV luôn. Đấy anh em nhìn nhá, chứng kiến quả di chuyển IQ 5 triệu. IQ 5 triệu. Đấy, mình phải bong qua đây này, người ta không nghĩ đấy, để mình bật ngắm lên. Mình bắn viên đầu tiên, nó bắn viên thứ hai. Ok ngay, ok thì chắc clip của mình đến đây gần như là kết thúc rồi. Ui, chồng anh Ghost, ở đây là chính là anh Ghost huyền thoại nha, Ghost skin huyền thoại đẹp dai thực sự. Rồi 6 mũ, ui, ấy nó phải như thế, đồng hồ gọi là smartwatch. Rất cảm ơn anh em đã xem hết clip này và đây chính là khẩu shorty gọi là chạm dừng chân nữa. Nói chung là khẩu shorty này thì nó nhường đất cho anh Ghost rồi. Anh em hiểu không? Bởi vì hiệu ứng hạ gục của nó thì không được nổi trội lắm, được cái gọi là màu sắc thì cũng đẹp nhá. Đấy, thì nếu mà anh em thấy clip này hay có ích thì đừng quên để lại cho mình một like với cả một subscribe ở bên dưới để mình có thêm nhiều động lực, mình làm thêm nhiều clip nữa cho anh em xem. Ok không? Quay thêm nhiều vòng nữa nhá. Ok, bây giờ thì lời cuối rồi. À, tạm biệt cả nhà nhá.